Việt Hương, tên thật là Nguyễn Việt Hương, sinh ngày 15 tháng 10 năm 1979 tại thành phố Hồ Chí Minh. Chị là một trong những danh hài đắt show nhất Việt Nam hiện nay và là diễn viên có lối diễn xuất đa dạng. Việt Hương được đồng nghiệp đặt cho biệt danh Quái Kiệt vì chị có thể biến hóa khôn lường để vào vai một cách xuất sắc, từ đứa bé 5 tuổi cho đến vai bà già, từ tính cách chân chất mộc mạc đến điều ngoa gian ác, và biến chuyển tâm lý nhân vật ngọt ngào từ bi sang hài, từ hài qua bi, đậm phong cách Việt Hương. Dí dỏm, đáng yêu và luôn chọc cười khán giả bằng cách diễn rất tinh tế. Đó là những điều Việt Hương luôn dành tặng cho khán giả mỗi khi chị bước lên sân khấu. Người ta thường bảo, tuổi thơ của một con người thường ảnh hưởng nhiều đến tính cách của người ấy trong tương lai. Điều này có lẽ đúng với Việt Hương, vì chị sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghệ thuật từ khá lâu đời. Ông ngoại của Việt Hương vốn là nhà ảo thuật xiếc Huỳnh Thế Sơn, ba chị là nghệ sĩ xiếc Lâm Bằng. Sinh trưởng trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, nên chất nghệ sĩ đã thấm vào Việt Hương từ những ngày còn rất nhỏ. Cũng vì vậy mà ngày đó, Việt Hương đã dạn dĩ hơn so với những người bạn cùng trang lứa. Mạnh mẽ, quyết đoán, nhưng đôi khi cô gái nhỏ Việt Hương rất nhạy cảm. Trái tim mong manh dễ vỡ của Việt Hương như rung lên mỗi lần ốm nặng. Những lúc ấy, cảm giác tủi thân lại tìm về, khiến Việt Hương bỗng thèm đôi bàn tay chăm sóc của ba. Thế nhưng những chuyến lưu diễn phiêu bạt khắp nơi cứ cuốn ông đi miết. Việt Hương buồn và khóc nhiều, nhưng cũng chỉ giấu những giọt nước mắt chứ không để cho mẹ thấy vì sợ làm cho bà buồn thêm. Lớn lên một chút, Việt Hương biết cùng mẹ phụ giúp gia đình. Dù dáng người nhỏ bé, nhưng bên trong Việt Hương là một tinh thần rất mạnh mẽ. Để có tiền phụ giúp mẹ, cô bé Việt Hương phải trải qua rất nhiều công việc. Vì còn nhỏ nên Việt Hương cũng chưa có nghề nghiệp hay kiến thức gì. Nhưng có lẽ vốn có chút năng khiếu nghệ thuật, nên chị cũng đánh liều nhận show đi hát ở nhà hàng và quán ăn. Không chỉ đi hát, chị còn nhận làm cả những công việc lao động vất vả để kiếm tiền. Tuy nhiên, cuộc đời vốn thường trắc trở. Khi ba mẹ chia tay, Việt Hương đã phải trải qua những ngày tháng buồn nhất của cuộc đời vì thiếu vắng tình thương đầy đủ của gia đình. Nhưng chính hoàn cảnh gia đình đã khiến Việt Hương biết tự lập ngay từ những ngày còn nhỏ. Thời ấy, được loại xuất sắc, sinh viên thường nhận được học bổng là 55.000 đồng. Số tiền đó khá lớn, đủ để Việt Hương tự chi tiêu và xoay sở việc học. Nhưng trên hết, đó là nguồn động viên với Việt Hương. Lúc đó gia đình của Việt Hương cũng còn rất khó khăn. Số tiền trên đối với chị có giá trị rất lớn, nên chị luôn phấn đấu để được điểm 10 chuyên môn, để giữ vững phần học bổng đạt được. Cuộc đời Việt Hương chuyển sang lối rẽ khác khi chị thi đậu vào trường cao đẳng sân khấu điện ảnh, nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Ban đầu Việt Hương theo học để trở thành một diễn viên chính kịch, nhưng có lẽ cái duyên hài mới thực sự là của chị. Với sự dìu dắt của nghệ sĩ hài Minh Nhí, Việt Hương nhanh chóng nhận ra máu hài trong người. Khi chuyển qua lớp diễn viên hài, với sự nhanh nhẹn và hoạt bát của mình, Việt Hương được tin tưởng giao chức lớp trưởng để quản lý lớp. Không phụ lòng của mọi người, chị không chỉ quản lý lớp giỏi mà thành tích học tập của chị luôn khiến cả lớp khâm phục. Chị luôn là sinh viên xuất sắc trong nhiều năm liền. Trong những năm đầu, khi chương trình Gala Cười của Đài Truyền hình Việt Nam xuất hiện, Việt Hương càng có nhiều đất để chinh phục khán giả. Và quả thật, chị nhanh chóng được mọi người yêu mến. Đây được xem là cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời làm hài kịch của Việt Hương. Khi biểu diễn, chị chinh phục khán giả bằng lối diễn hài thông minh và nhạy bén. Việt Hương cũng không ngừng tìm hiểu, quan sát cuộc sống để đúc kết những lối diễn tinh tế nhất để cống hiến đến khán giả. Kể từ khi còn là sinh viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh, Việt Hương đã được huy chương bạc cho diễn viên xuất sắc trong hội diễn sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc vào năm 95 với vai Liên trong vở Trò đùa người lớn. Ngay sau khi tốt nghiệp vào năm 97, chị được mời vào nhiều vai diễn kịch dài như vở Nữ sinh, Hoài thu của tôi, v.v. Từ năm 98 đến năm 2004, Việt Hương là một trong những diễn viên chính của sân khấu kịch Sài Gòn. Năm 99, Việt Hương một lần nữa được huy chương vàng cho diễn viên xuất sắc trong liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc.
Sau khi được mời diễn cùng nhiều nhóm hài đình đám thời đó, chị đã quyết định lập nhóm hài riêng của mình vào năm 2002. 3 năm liên tiếp, từ năm 2003 đến năm 2005, Việt Hương đoạt danh hiệu nhóm hài được yêu thích nhất trong Gala Cười VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Tạp chí Sân khấu bình chọn chị là nữ diễn viên xuất sắc nhất của năm 2004. Trong năm 2005, Việt Hương đoạt giải Mai Vàng cho diễn viên chính kịch với vở Sự Cám Dỗ Dịu Dàng, một trong những giải thưởng uy tín của báo Người Lao Động. Năm 2007, chị được khán giả bình chọn là nghệ sĩ hài được yêu thích nhất giải HTV Award của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Từ khi định cư tại California, Hoa Kỳ vào cuối năm 2007 cho tới nay, Việt Hương đã liên tục cộng tác với Trung tâm Thúy Nga và xuất hiện trong nhiều cuốn DVD Paris by Night qua những tiểu phẩm hài nổi tiếng cùng với Chí Tài, Hoài Linh, Hoài Tâm, Thúy Nga, Bằng Kiều và Hương Thủy v.v. Là một trong những diễn viên hài được yêu thích nhất Việt Nam, Việt Hương cùng bạn diễn Hoài Tâm lưu diễn khắp nơi trên thế giới và khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ. Việt Hương đã phát hành gần 20 DVD hài của mình và xuất hiện trong hàng ngàn tiểu phẩm hài và các vở kịch khác nhau. Tuy định cư tại hải ngoại, nhưng Việt Hương vẫn thường xuyên được mời hợp tác trong các chương trình tại Việt Nam. Ngoài việc là một diễn viên hài, Việt Hương còn xuất hiện trên điện ảnh với những vai diễn ấn tượng trong những bộ phim ăn khách như Nhà Có Năm Nàng Tiên, Quý Tử Bất Đắc Dĩ, Đời Như Ý, Duyên Trần Thoát Tục, Cưới Chạy v.v. và nhiều bộ phim truyền hình dài tập như Dạ Khúc Nguyệt Cầm, Hai Người Cha, Yêu Thuê v.v. Với sự bùng nổ của truyền hình thực tế, Việt Hương liên tục xuất hiện trên màn ảnh truyền hình với vai trò giám khảo và MC trong những chương trình game show hoặc tuyển chọn tài năng như Vista Kids, Cười Xuyên Việt, Bí Mật Đêm Chủ Nhật, Ân Rời Cậu Đây Rồi, Thách Thức Danh Hài, Người Bí Ẩn v.v. Việt Hương lấy chồng lần đầu tiên vào năm 23 tuổi, khi đó chị chỉ biết tập trung kiếm tiền mà không hề quan tâm đến gia đình nhỏ của mình. Sau khi chia tay, cách đây khoảng 10 năm, chị đã kết hôn lần thứ hai. Người chồng hiện tại của Việt Hương là nhạc sĩ hải ngoại Hoài Phương. Anh tham gia biểu diễn trên sân khấu của Trung tâm Thúy Nga và cả hai đã gặp nhau tại đó. Cho tới giờ, cả hai đang có cuộc sống khá hạnh phúc với cô con gái năm nay lên 6 tuổi. Nhạc sĩ Hoài Phương sinh năm 1971 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Anh bắt đầu học nhạc từ năm 6 tuổi và đỗ thủ khoa trong kỳ thi tuyển vào hệ đại học chuyên ngành kèn clarinet tại Nhạc viện Hà Nội năm 89. Ông xã Việt Hương là gương mặt không xa lạ trong showbiz, dù anh rất ít khi lộ diện trước khán giả. Thời còn là sinh viên, Hoài Phương cùng Bằng Kiều và những người bạn thành lập ban nhạc Chìa Khóa Vàng và liên tục được trình diễn ở những chương trình lớn. Trong nhóm Chìa Khóa Vàng, Hoài Phương giữ vai trò ca sĩ và nhạc sĩ kèn saxophone. Sau khi tốt nghiệp, Hoài Phương chia tay nhóm và quyết định sang Mỹ du học để phát triển tài năng. Nhạc sĩ Hoài Phương bén duyên cùng danh hài Việt Hương vào năm 2005 khi chị qua Mỹ lưu diễn. Hồi ấy Việt Hương còn tưởng Hoài Phương là người châu Mỹ vì ông xã quá cao to và đẹp trai. Sau nhiều lần gặp gỡ, cả hai nảy sinh sự đồng cảm, yêu nhau rồi tiến tới hôn nhân vào năm 2007. Thời điểm đó, Việt Hương bỏ lại sau lưng sự nghiệp đang cực kỳ nở rộ tại quê nhà, sang Cali cùng chồng chung sống. Hoài Phương khi ấy đang dạy học tại tiểu bang Utah, cũng ngừng hẳn để về xây tổ ấm cùng vợ. Việt Hương kể, trong chuyến lưu diễn ở Mỹ năm 2005, anh không biết tôi là diễn viên hài. Khi chuẩn bị lên sân khấu diễn, chiếc micro bị hư, tôi vội chạy tới chỗ anh để mượn. Nhìn vẻ ngoài bụi bặm, da đen, răng trắng, nên tôi nghĩ anh là người châu Mỹ. Vì thế tôi hỏi anh bằng tiếng Anh, anh ok và đưa micro cho tôi. Khi trở lại cánh gà, anh bảo, em nói tiếng Anh dở thật, tôi mới biết anh là người Việt. Tôi chống chế, tôi có phải người Mỹ đâu mà nói tiếng Anh hay. Và trong bụng hơi ấm ức về anh chàng đẹp trai này. Lần khác, tôi gặp lại anh trong một nhà hàng cùng với nhóm nghệ sĩ Việt Nam. Ca sĩ Bằng Kiều và La Sương Sương thấy tôi thì thốt lên, mê Việt Hương diễn hài lắm luôn.
Lúc đó anh mới biết tôi là danh hài. Tình cảm của chúng tôi cũng bắt đầu từ lần gặp này. Sau đó mọi chuyến lưu diễn Mỹ của tôi đều được anh chăm sóc, quan tâm và đưa đón. Đã từng trải qua đổ vỡ, tôi hiểu đâu là giá trị thật của tình yêu, điều gì mới tạo nên hạnh phúc gia đình. Anh có tất cả những điểm tốt ở người bạn đời mà tôi mong đợi. Sao có thể không yêu người chăm sóc và lo lắng cho mình như chính bản thân họ được? 2 năm yêu nhau, thời gian chúng tôi gặp nhau chỉ là vào những dịp tôi sang Mỹ lưu diễn. Mối tình xuyên đại dương của tôi được gắn kết bằng những cuộc điện thoại. Có lần giận nhau, tôi gọi cho anh suốt 3 giờ liền. Do hơi gấp nên tôi không dùng dịch vụ tiết kiệm, thế là gần hết 1.000 đô. Nhân viên tổng đài tưởng tôi mất máy nên phải gọi điện kiểm tra thông tin. Mỗi lần nhắc lại chuyện cũ, tôi thường nói đùa với chồng rằng vì yêu nhau tốn kém quá nên phải cưới. Với việc kết hợp đầy ăn ý trong các chương trình như Người Bí Ẩn, Ơn Giời Cậu Đây Rồi, cũng như các tiết mục hài hước diễn trên sân khấu, hai nghệ sĩ gạo cội của Việt Nam đã bị nhiều khán giả hiểu lầm là vợ chồng vì diễn xuất quá ăn ý. Hoài Linh và Việt Hương là vợ chồng, điều này đúng là sự thật nếu chỉ xét trên khía cạnh nghệ thuật và các chương trình truyền hình. Hoài Linh, Việt Hương kết hợp đầy ăn ý trong vai tình nhân hoặc vợ chồng. Tuy nhiên, hiện tại Việt Hương đang hạnh phúc với nhạc sĩ Hoài Phương, còn Hoài Linh sau khi chia tay người vợ cũ, danh hài vẫn tiếp tục theo đuổi và cống hiến cho nghệ thuật. Còn chuyện đời tư của danh hài Hoài Linh vẫn là bí mật. Tối ngày 5 tháng 11 năm 2016, live show kỷ niệm 20 năm hoạt động nghệ thuật của danh hài Việt Hương mang tên Hương Show đã diễn ra tại sân vận động quân khu 7 thành phố Hồ Chí Minh. Trước 2 tiếng diễn ra chương trình, 15.000 khán giả đã có mặt và kiên trì xếp hàng để vào xem live show được đầu tư 6 tỷ đồng của Việt Hương. Khi Hương Show bắt đầu tiết mục mở màn, trời bắt đầu đổ mưa lớn, khiến ban tổ chức, các nghệ sĩ và khán giả hoang mang lo lắng. Tưởng rằng chương trình sẽ phải hoãn lại, tuy nhiên trước sự ủng hộ trong ngóng của người hâm mộ, Việt Hương đã quyết định động viên các cộng sự đồng nghiệp để biểu diễn đúng như dự kiến ban đầu. Việt Hương đã không giấu được những giọt nước mắt xúc động khi đồng nghiệp, khán giả nhiệt tình ủng hộ live show của chị dù trời mưa đổ lớn. Kết thúc chương trình bằng tiết mục biểu diễn với danh hài Hoài Linh, Việt Hương đã bật khóc nức nở vì không khán giả nào bỏ về giữa chừng dù live show chìm ngập trong cơn mưa tầm tã suốt 2 tiếng đồng hồ.